sư cho con hỏi tại sao diệu giới sinh phước? thì thưa quý vị, cái phước ấy, chúng ta có rất là nhiều cách để tạo phước. À, phước thì nó bao gồm phước xuất thế gian và phước thế gian. Phước ấy, khi có được, có được khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp, phước có được khi chúng ta ngăn ngừa các ác pháp phước có được khi chúng ta thực hành các cái pháp xuất thế gian tức là pháp siêu thế đấy thì à, trong 10 cái nhân sanh phước có cái gì bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ nghe pháp à, thuyết pháp tùy hỷ hồi hướng và sửa sang truy kiến cho đúng nhé yeah. thì trong cái phần mà giữ giới đó nó bao gồm thứ nhất là mình ngăn ngừa các việc ác bản thân nó là phước cái thứ hai mình tạo cái sự an toàn cho chúng sanh khác mà ở trong kinh gọi đó là vô úy thí tức là cái sự bố thí tức là cái bố thí sự không sợ hãi bản thân nó cũng là phước ừ. à, chính bởi vì như vậy đó cho nên cái việc giữ giới nó xin phước ừ. à, giống như nó có một cái câu chuyện cười tức là một anh ấy anh nói là ngày hôm qua à, tôi đã cứu một bà cụ à, khỏi khỏi việc bị à, à, cướp và nó giết chết Và nó lấy cái giỏ sách Thì anh kia mới nói Mày suốt ngày mày chỉ có chơi bời đàn điếm không thôi Thì mày lấy cái gì Rồi Tại sao hôm đó mày tốt bụng Mày cứu bà cụ Mà mày cứu bằng cách nào Thì anh này anh nói Tao cứu bằng cách là tao dừng lại Tức là anh cứu bà cụ Bằng cách là anh không có cướp của bà cụ Thì quý vị có thể nghĩ là Ờ à, anh thay vì anh ăn cướp mà anh không ăn cướp thì tại sao nó lại là cái phước cái phước nó nằm ở chỗ này tức là khi mà mình chuẩn bị mình làm một cái điều ác mà mình ngăn ngừa cái chuyện đó xảy ra thì bản thân nó là phước tức là khi mà mình có cái lòng mình có cái lòng muốn làm chuyện ác nhưng mà sau đó mình kiểm soát được nó mình không làm chuyện đó bản thân nó là phước cho nên cái việc giữ giới nó sinh phước à, nếu như vậy thì quý vị hỏi những vị mà tu thiền chẳng hạn thì các vị đó không có cái điều kiện để phạm giới à, ví dụ như đang hành thiền mà À, thì đâu có cái chuyện mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống đồ thì các vị đó có cái phước của việc giữ giới hay không rồi thí dụ như những người mà chỉ có ăn rồi ngủ à, rất là giàu ha giàu giả sử họ giàu đến cái mức là cơm rước cơm đưa tận miệng cho nên là họ không việc gì phải à, phạm giới thì giữa hai con người như vậy đó nó khác nhau ở chỗ nào cái con người thứ nhất quý vị chưa có hành thiền một cách miên mật và nghiêm túc cho nên quý vị không có ngờ được chuyện này đó là đối với những vị mà tích cực chánh niệm hành thiền tu tập ấy, các vị đó thường xuyên ưu tư về giới tức là kiểm soát và xem xét coi là tam nghiệp của mình có trong sạch hay không thân của mình có trong sạch hay không Cậu của mình có trong sạch hay không và đặc biệt ý của mình có trong sạch hay không một cái suy nghĩ bất thiện từ cái ý của họ phát sinh là cái vị hành giả đó phát hiện ngay và kiểm soát nó cho nên cái người mà thường nhớ về giới là những người thực hành pháp cho nên bản thân việc đó mặc dù đúng là vì đó không phải đối mặt uh, với cái thử thách là phải sắc xanh trộm cắp tại dâm nói dối uống rượu nhưng mà vì đó còn làm một cái chuyện cao cấp hơn nữa tức là thường xuyên suy xét về giới và ngay khi có một cái suy nghĩ bất thiện xuất hiện ở trong tâm là vì đó giải quyết ngay tức là giải quyết từ trong chân nước cho nên à, cái vị hành thiền thì cái phước từ cái việc giữ giới của vị đó nó lớn hơn nhiều so với cái người giữ giới thuần túy mà không có hành thiền bởi vì cái người mà giữ giới một cách thuần túy họ cũng có nghĩ về giới bởi vì nếu như không nghĩ về giới thì làm sao giữ giới tuy nhiên cái sự thường xuyên suy xét và thường xuyên ưu tư về giới của họ đó nó không có nhiều và liên tục như là một cái vị hành giả à, thực hành các cái đề mục thiền định và thiền quán và đương nhiên nó khác rất là nhiều đối với một người à, mà họ không có điều kiện phạm giới tuy nhiên họ vẫn hưởng dục Tại vì sao? Bởi vì đối với họ đó, họ không có cái sự suy tư về giới. Thì giả sử cái trường hợp mà cái người giàu mà được nhiều người phục vụ ấy, thì cái sự suy tư về giới của họ rất là ít. Giả sử như họ có là Phật tử ha, thì họ cũng có giữ giới. Nhưng mà cái sự mà suy tư, ưu tư về giới của họ, nó không có nhiều. Đương nhiên có nhiều thì quý, nhưng mà sẽ đang nói về cái mặt bằng chung ấy, thì nó không có nhiều. Bởi vì không có cái gì để mà nhắc nhở họ Để mà kích thích họ Để mà họ nhớ về giới Đấy à, Cho nên ấy, Đối với cái người Mà họ không có cơ hội phạm giới Thì cái phước giữ giới của họ Nó sẽ kém hơn Là cái người thường ưu tư về giới Nha à, Rồi lại thêm một vấn đề nữa à, Ừ. sư bị cái âm thanh cái nhạc nó phát ở cái uh, nhà kế bên tự nhiên là bây giờ nó phát lên nó làm sư bị phân tâm à, tự nhiên là đang tính nói cái gì nó làm phân tâm cái quên mất rồi ừ. Ừ. À, còn một cái nữa đó là cái người mà tại gia hưởng dục ấy, thì mặc dù đúng là thân và khẩu của họ đó họ không làm điều ác nhưng mà cái ý của họ là cái ý thường xuyên chìm đắm trong dục lạc. Năm giới bình thường của cư sĩ tại gia đúng không? Nhưng mà nếu như quý vị mà mở ra thêm 8 giới, nó là chuyện khác. Mà quý vị mở ra thêm 10 giới, nó là chuyện khác. Mà 10 giới ở đây à, là sư đang nói đến cái việc chúng ta cộng thêm ba cái giới của ý, tức là gì? Vô tham, vô sân và tà kiến. <laughs> mà thêm ba cái này là quý vị thấy là cái giới nó trở thành nên kinh khủng rồi mà nếu như mà quý vị giữ ba cái giới thêm ba cái giới này đó xin thưa là một vị một vị tỳ kheo thì cũng chỉ có giữ bấy nhiêu giới thôi tức là gì tóm gọn lại 227 giới của một vị tỳ kheo cũng có thể gom vào ở trong 10 giới tức là gì thêm ba cái giới này về ý là kinh khủng lắm quý vị vô tham vô sân và tà kiến kinh khủng lắm. Đấy, tại vì sao mà sư nói cái chuyện đó? Sư dựa vào đâu? Bởi vì um, ở trong tạng luật cái có một vị tỳ kheo có nhắc đến một vị tỳ kheo. Vị này sau khi mà học về giới, vị này có cái ý hoàn tục. Bởi vì giới nhiều quá, vị này khổ quá, nhớ nhiều giới quá, cho nên là vị này sợ và có ý hoàn tục thì vị này gặp Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn dạy rằng đó, như vậy ông không cần phải giữ hết toàn bộ các điều giới khác ông chỉ cần giữ cái tâm của ông thôi giữ ba giới thôi bỏ tham không vô tham vô sân và không có tà kiến ông chỉ cần giữ ba cái giới này thôi không cần nhớ tất cả các giới khác thấy chưa cho nên nếu như mà mình xét về ba cái giới về ý thì cái người mà tại gia hưởng dục là thua. Tại vì sao mình hưởng dục thì làm sao không có tham? Mình có tiếp xúc, rồi tại sao làm sao không có sân? Mà mình có học, mình học đạo nhắm được bao nhiêu mà mình tránh khỏi cái lưới tà kiến đây? À, chính bởi vì như vậy, ha cái việc giữ giới đúng là nó sanh phước.